Đây là những cái đơn hàng lẻ và nhỏ, số lượng 12, 30 củ ít ít để gửi đi các tỉnh. Nói chung là gần như là đủ, đầy đủ các tỉnh. Hiện nay thì chuyển phát nhanh chip code thì nói chung gần như là đầy đủ các tỉnh mình ngoài người đặt. Đây tầm này thì cũng đang ít ít rồi. Sáng hôm nay đi một chuyến, một ngày khoảng một vài chuyến. Alo. À đúng rồi. Nhâm mình ở tỉnh nào nhỉ? Vâng, nhưng mà tỉnh nào ạ? Tất nhiên thì cũng chuẩn bị, nói chung là tầm khoảng cuối tháng 9. Cuối tháng 9 đến chớm đầu tháng 10. Đi được chưa chị? Cái của chị Tấm đó. À rồi rồi, 3.000 anh ạ. Vâng. Được được ạ. À. Màu đỏ nhá, chơi chủ yếu màu đỏ. Tầm này thì chủ yếu màu đỏ nhá. Vâng. À, anh nhắn tin được không? Em đang giở tay một chút. Vâng vâng. Được, em còn vào đây em. Củ ly kem tầm này là ly thơm, tầm này trồng ly thơm. Vâng. Thôi đi, thôi bảo lấy bá củ. Thôi lấy hai sọt đi, đứng với bọc ra nữa. Thấy bọc. Nguyên hai sọt nhá. Ừ, đứng bọc ra. Đứng sửa 300 nhá. Ừ, để đó đấy, để này chứ. Không cần phải bỏ đóng, biết thế chứ. Thế bảo anh đỡ phải bọc ra. Vâng.